Đọc tiếp. Gặp gỡ súng Meeting Life, trang 68. Vẻ đẹp là nguy hiểm. Seinen, Switzerland, ngày 11 tháng 8 năm 1981. Vẻ đẹp là nguy hiểm. Vẻ đẹp là sự nguy hiểm. Đang đứng trên quả đồi đó, người ta thấy 300 dặm của dãy Himalaya, của dãy Hy Mã Lạp Sơn, hầu như từ chân trời sang chân trời, cùng những thung lũng sẫm sâu, đỉnh này kế tiếp đỉnh khác, cùng tuyết vô tận. Không thấy một cái nhà nào, không một cái làng, không một túp lều. Đọc lại. Vẻ đẹp là sự nguy hiểm. Chấm. Đang đứng trên quả đồi đó, người ta thấy 300 dặm của dãy Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn, hầu như từ chân trời sang chân trời, cùng những thung lũng thẳm sẫm sâu, đỉnh này kế tiếp đỉnh khác, cùng tuyết vô tận. Vậy không thấy một cái nhà nào, không một cái làng, không một túp lều. Mặt trời đang chạm những đỉnh núi cao nhất, và bỗng nhiên toàn dãy núi tiếp nối nhau bừng bừng, như thể chúng bừng bừng từ bên trong, một phát sáng có sự mãnh liệt không thể tin được. Những thung lũng trở nên tối tăm hơn và yên lặng tuyệt đối. Quả đất nín thở trong sự rực rỡ của nó. Khi mặt trời lên cao từ phương đông xa xôi, phải sự mãnh liệt, sự tinh khiết thiết, sự tinh khiết tuyệt đối của những hòn núi hoành tráng đó dường như quá gần gũi đến độ hầu như người ta có thể tạm chạm vào chúng, nhưng chúng lại ở cách đó hàng ngàn dặm. Và ngày bắt đầu, không thắc mắc tại sao con người đã tôn thờ chúng. Chúng quá thiêng liêng, phải được tôn kính từ xa. Tất cả những người cổ xưa tạo ra những vị thần từ chúng, bởi vì ở đó những thứ thiên nhiên, những thứ trên thiên đàng dùng làm chỗ trú ngụ. Đọc lại. Và ngày bắt đầu, không thắc mắc tại sao con người đã tôn thờ chúng. Chúng quá thiêng liêng, phải được tôn kính từ rất xa. Tất cả những người cổ xưa tạo ra những vị thần từ chúng, bởi vì ở đó những thứ trên thiên đàng dùng làm chỗ trú ngự. Lúc này chúng đang được biến thành những đường chơi trượt tuyết và những khách sạn, những hồ bơi và sự ồn ào, nhưng vẫn có sự yên lặng nơi những núi tuyết tinh khiết và không ngã lòng đó. Vẻ đẹp không thể hủy diệt và là sự nguy hiểm vô cùng. Rồi sự yên lặng không thể phá vỡ được đó, đi xuống con đường lởm chởm đá, men theo con suối đang chảy xuống, ngang qua vô số loại thông, những cây thông tuyết to lớn, con đường mòn trở nên rộng rãi, phủ đầy cỏ. Đó là một buổi sáng dễ thương, dịu dịu, cùng mùi của một cánh rừng phong phú. Con đường có nhiều khúc quẹo và nó đang bắt đầu ấm áp. Trong những cái cây gần bên có nguyên một đàn khỉ, mặt của chúng sáng lên trong mặt trời buổi sáng, cùng những cái đuôi dài và thân thể màu xám đầy lông lá. Những con nhỏ đang bấu vào mẹ của chúng và cả nhóm đang yên lặng quan sát, không sợ hãi, phải hình bóng cô đơn. Chúng quan sát một cách bất động. Chúng quan sát một cách bất động. Và chốc lát sau, một nhóm khất sĩ đang tụng kinh đang đi xuống đến một cái làng xa xôi. Tiếng phạn của họ rõ ràng và chính xác, thể hiện rằng họ từ vùng phía nam rất xa. Bài thánh ca của họ tôn thờ buổi sáng mà ban sự sống cho tất cả mọi sinh vật và ân lành của nó đã và vẫn còn trên tất cả những sinh vật. Có khoảng 8 người trong số họ, 3 hay 4 người còn khá trẻ, tất cả đều cạo đầu tóc lóc, mặc những chiếc áo cà sa kiểm soát chặt chẽ, hai mắt cúi xuống, không thấy những cái cây to lớn, hàng ngàn bông hoa và những quả đồi xanh dịu. Bởi vì vẻ đẹp là nguy hiểm, gạch ngang sự ham muốn có lẽ bị khơi dậy. Ngôi làng đã chuẩn bị bữa sáng của nó và mùi củi rừng bốc lên không khí. Những đứa trẻ vừa rửa mặt
đang chuẩn bị đến trường cùng những tiếng la hét và cười đùa. Ẩn giữa sự ồn ào thông thường của ngôi làng có một ý thức của sự chịu đựng buồn chán. Nó có người giáo sĩ của nó, phải những người tin tưởng và những người không tin tưởng. Thật lạ lùng làm sao khi những giáo sĩ phải từ thời gian vượt khỏi ký ức. Phải những giáo sĩ đã quy định bộ não của con người phải trung thành, phải tin tưởng, phải vâng lời. Họ là những học giả, những người thầy. Phải họ là luật lệ. Bằng thái độ của họ cao quý và trách nhiệm, họ là những người bảo vệ xã hội, những người gìn giữ truyền thống. Qua sự sợ hãi, phải họ kiểm soát những vị vua và con người. Xưa kia họ đứng ngoài, tách khỏi xã hội để cho họ có thể hướng dẫn. Phải thuộc tâm lý, phải thẩm mỹ, phải tôn giáo. Xưa kia họ đứng ngoài, tách khỏi xã hội để cho họ có thể hướng dẫn, thuộc tâm lý, thẩm mỹ, tôn giáo. Dần dần họ trở thành những người thông ngôn giữa Thượng Đế và con người. Dần dần họ trở thành những người thông ngôn giữa Thượng Đế và con người. Họ có quyền hành, địa vị và vô số của cải nơi những đền chùa, nhà thờ, thánh đường. Ở phương Đông, họ bao phủ thân thể của họ trong những miếng vải có màu sắc phân biệt rõ ràng, phải đơn giản. Ở phương Tây, những áo quần của họ trở nên mỗi một lúc một biểu tượng, mỗi lúc một đắt tiền. Vậy là có những thầy tu đơn giản đó, giảng đó trong những tu viện và những người đó trong những cung điện. Vậy là có những thầy tu đơn giản đó trong những tu viện và những người đó trong những cung điện. Những người đứng đầu tôn giáo cùng sự quan liêu của họ phải giam cầm những con người trong sự trung thành, phải giáo điều, những nghi lễ và những từ ngữ vô nghĩa, chấm. Mê tín, mưu mẹo, đạo đức giả trở thành tiền bạc của tất cả những tôn giáo có tổ chức ở phương Đông và phương Tây. Mê tín, mưu mẹo, đạo đức giả trở thành tiền bạc của tất cả những tôn giáo có tổ chức ở phương Đông và phương Tây. Và cái thiêng liêng nhất đã lẩn trốn ra khỏi cửa sổ, phải dù cửa sổ đó đẹp đẽ đến chừng nào. Vì vậy có người phải bắt đầu lại để khám phá cái thiêng liêng vĩnh cửu, phải không bao giờ bị trói buộc bởi người thông ngôn, bởi vị giáo sĩ, vị đạo sư, bởi những người bán rong của thiền định. Đọc lại, vì vậy có người phải bắt đầu lại để khám phá cái thiêng liêng vĩnh cửu, phải không bao giờ bị trói buộc bởi người thông ngôn, bởi vị giáo sĩ, phải vị đạo sư, bởi những người bán rong của thiền định. Bạn phải là một ngọn đèn cho chính bạn. Ngọn đèn đó không bao giờ có thể được trao tặng bởi một người khác, phải bởi bất kỳ người triết lý hay tâm lý nào, dù họ được kính trọng bởi truyền thống bao nhiêu. Tự do là đứng một mình, phải không quyến luyến và không sợ hãi, phải được tự do trong sự hiểu rõ của ham muốn mà nuôi dưỡng ảo tưởng. Đọc lại, tự do là đứng một mình, không quyến luyến và không sợ hãi, phải được tự do trong sự hiểu rõ của ham muốn mà nuôi dưỡng sự ảo tưởng. Có sức mạnh vô cùng trong một mình. Chính là bộ não bị lập trình, bị quy định mới không bao giờ một mình, bởi vì nó chất đầy sự hiểu biết. Cái bị lập trình phải thuộc tôn giáo hay công nghệ phải luôn luôn bị giới hạn. Sự giới hạn này là nhân tố chính của xung đột. Chấm. Vẻ đẹp là nguy hiểm cho một người của ham muốn. Đọc lại đoạn cuối. Tự do là đứng một mình, không quyến luyến và không sợ hãi, được tự do trong sự hiểu rõ của ham muốn mà nuôi dưỡng sự ảo tưởng. Có sức mạnh vô cùng trong một mình. Chính là bộ não bị lập trình, bị quy định mới không bao giờ một mình, bởi vì nó chất đầy sự hiểu biết. Cái mà bị lập trình thuộc tôn giáo hay công nghệ thì luôn luôn bị giới hạn. Sự giới hạn này là nhân tố chính của xung đột. Vẻ đẹp là nguy hiểm cho một người của ham muốn. Vẻ đẹp là nguy hiểm cho một người của ham muốn. Chấm.
từ bản tin số 57 năm 1989, tạm dừng trang 71.